Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Các bệnh viện tại giải Gaza đang biến thành nghĩa địa khi liên tục hứng chịu những đợt không kích từ Israel. Dù quốc tế kịch liệt phản đối, nhưng phía Israel vẫn quyết tâm nhắm bệnh viện làm mục tiêu. Theo tờ The Times of Israel, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, một nhóm lực lượng tinh nhuệ Israel đã đột kích vào bệnh viện Ras Tisi ở thành phố Gaza và thấy rằng Hamas đang giam giữ con tin ở đây. Ông Hagari nói, bên dưới bệnh viện, ở tầng hầm, chúng tôi tìm thấy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, áo khoác chứa bom, lựu đạn, súng trường AK-47, thiết bị nổ, các loại vũ khí khác, máy tính, tiền. Ông Hagari nói rằng lực lượng Israel đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy Hamas giam giữ con tin tại nơi này. Chi tiết cụ thể thì đang được Israel điều tra, nhưng lực lượng phòng vệ Israel có thông tin tình báo để xác minh thông tin này. Người phát ngôn cũng khẳng định Hamas đang ẩn náu trong bệnh viện này nói riêng và trong các bệnh viện ở Gaza nói chung. Trong tuần qua, lực lượng Israel đã nỗ lực làm việc để sơ tán bệnh nhân an toàn khỏi bệnh viện Ras Tisi cũng như các bệnh viện khác. Ông Hagari cũng nhắc lại rằng Israel đang nhằm vào Hamas chứ không phải nhằm vào dân thường Gaza và có nhiều bằng chứng ở bệnh viện cho thấy Hamas đang dùng người dân làm lá chắn sống. Trong ngày 13 tháng 11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng các căn cứ Hamas nằm ở khu vực dân sự. Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, ông nói rằng việc Hamas chiến đấu đặt căn cứ chính ở bệnh viện và trường học cũng như đào hầm dưới các tòa nhà dân là gánh nặng đối với Israel. Theo ông Kirby, Hamas không tuân theo luật chiến tranh và đang cố tình khiến người dân Gaza gặp nguy hiểm. Ông cũng cho biết chính quyền Mỹ đang làm việc với Israel để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Trong diễn biến liên quan, vừa qua xe tăng Israel đã tiến tới cổng bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi Israel cho là đặt trụ sở của Hamas. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, ông Ashraf Al-Qira cho biết có đến 32 bệnh nhân, bao gồm 3 trẻ sơ sinh, tại bệnh viện Al-Shifa đã thiệt mạng trong 3 ngày qua vì bệnh viện bị bao vây và thiếu điện. Ít nhất 650 bệnh nhân vẫn còn ở bên trong bệnh viện và đang chờ được sơ tán đến cơ sở y tế khác. Ông Aquidra nói thêm, những chiếc xe tăng đang ở phía trước bệnh viện. Chúng tôi đang bị phong tỏa hoàn toàn. Đây là một khu vực hoàn toàn dân sự, chỉ có bệnh nhân, bác sĩ và thường dân. Ai đó nên ngăn chặn điều này. Nói về tình hình bệnh viện Gaza, ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại về sự an nguy của các bệnh viện tại Gaza trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas đặt căn cứ ở bên trong bệnh viện. Ông Biden nói, bạn thấy đấy, tôi đã không do dự khi bày tỏ mối quan ngại với những gì đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng sẽ có ít hành động xâm phạm liên quan đến các bệnh viện. Chúng tôi đang liên lạc với Israel. Ông Biden cho biết, các bên đang nỗ lực đàm phán về việc thả tù nhân và Qatar đã tham gia vào nỗ lực này. Ông nhấn mạnh các bệnh viện phải được bảo vệ. Ngày 13 tháng 11, một con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mang theo trang thiết bị và vật dụng để thiết lập bệnh viện dã chiến để hỗ trợ người dân ở giải Gaza đã cập cảng Air Aris của Ai Cập. Đây là chuyến tàu đầu tiên chở hàng viện trợ theo hình thức này đến Ai Cập kể từ khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh các bệnh viện ở phía bắc Gaza đã buộc phải dừng hoạt động vì cạn kiệt nhiên liệu. Một quan chức y tế của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu mang theo vật tư, máy phát điện, xe cứu thương để lập 8 bệnh viện dã chiến. Quan chức này nói thêm, Cairo đã chấp thuận đề nghị của Ankara về việc xây dựng bệnh viện dã chiến ở thành phố Air Aris, nằm cách cửa khẩu biên giới Rafah khoảng 40 km. Đây là cửa khẩu duy nhất được đến giải Gaza mà không nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Một quan chức của cảng Air Aris cũng xác nhận thông tin trên, cho biết con tàu chở trang thiết bị y tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã cập cảng này, sẵn sàng cho việc thành lập các bệnh viện dã chiến để chăm sóc cho người dân ở giải Gaza. Hoạt động viện trợ nói trên diễn ra trong bối cảnh tất cả bệnh viện ở phía bắc giải Gaza đều buộc phải ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu để vận hành thiết bị và máy móc. Trong vòng hơn một tháng qua, giải Gaza đã phải phụ thuộc vào máy phát điện cho các hoạt động của bệnh viện nói riêng cũng như các hoạt động khác của người dân. Trong khi đó, nhà máy điện duy nhất của giải đất này lại cạn kiệt nhiên liệu. Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại giải Gaza, ông Mohammad Abu Samia cho biết bệnh viện cần ít nhất 8.000 lít nhiên liệu để vận hành các máy phát điện chủ chốt để có thể cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại các vùng lãnh thổ của Palestine cho biết
ít nhất 2.300 người, bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang ở bên trong bệnh viện Asifa. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình trạng tuyệt vọng tại các bệnh viện ở Gaza khi cơ quan này cho biết trong 36 ngày đã xảy ra ít nhất 137 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc y tế, khiến 521 người thiệt mạng và 686 người bị thương. Tính tới thời điểm hiện tại, hai bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza là Asifa và Aquis đã tê liệt hoàn toàn vì cạn kiệt nhiên liệu, trong khi hơn một nửa số bệnh viện tại giải đất này buộc phải dừng hoạt động kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát. Các nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện ở giải Gaza cho biết các bệnh viện ở miền Bắc vùng lãnh thổ này đã bị các lực lượng Israel phong tỏa, chỉ có thể chăm sóc các bệnh nhân đang ở viện mà không thể tiếp nhận thêm. Dù số người thiệt mạng và bị thương cần điều trị ngày một tăng khi giao tranh ngày càng ác liệt. Trước tình trạng khủng hoảng nhân đạo ngày một tồi tệ hơn ở giải Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã tìm cách nối lại liên lạc với các chuyên gia y tế ở bệnh viện Asifa lớn nhất tại giải Gaza. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình hình tại thực địa ngày càng nghiêm trọng với các đợt ném bom và đấu súng không ngừng nghỉ. Số bệnh nhân thiệt mạng ngày càng tăng trong khi bệnh viện lớn nhất ở khu vực không thể duy trì chức năng của một cơ sở chăm sóc y tế. Một bác sĩ tại bệnh viện Asifa cho biết sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sinh non bị đánh bom, các nhân viên y tế buộc phải đưa toàn bộ số trẻ cần chăm sóc đặc biệt ra giường bệnh thường, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để bật điều hòa sưởi ấm. Bên cạnh đó, vị bác sĩ này cũng lo ngại số trẻ sinh non tử vong trong khu vực sẽ ngày một nhiều hơn. Trước đó, người phát ngôn bệnh viện cho biết có 3 trong tổng số 45 trẻ sinh non đang được chăm sóc tại đây đã tử vong. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ Palestine cho biết bệnh viện Aquis lớn thứ hai tại giải Gaza đã dừng mọi dịch vụ. Các nhân viên đang nỗ lực để chăm sóc những bệnh nhân còn lại trong điều kiện thiếu thốn thuốc thang, thực phẩm và nước uống. 3 cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tình trạng tuyệt vọng tại các bệnh viện ở giải Gaza, cho biết trong 36 ngày đã xảy ra ít nhất 137 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc y tế, khiến 521 người thiệt mạng và 686 người bị thương. Trong đó có nhiều nhân viên y tế, 16 người thiệt mạng, 38 người bị thương. Tình hình chiến sự gần khu vực các bệnh viện diễn ra ngày càng khốc liệt khi Israel siết chặt vòng vây Hamas, cáo buộc lực lượng này đặt sở chỉ huy gần hoặc bên dưới các bệnh viện để làm lá chắn. Hamas luôn bác bỏ các cáo buộc này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!